để tóc dài và búi lên, còn các tỳ kheo đi theo ngài lại phải cạo đầu hết. Có lẽ là quý vị nhìn một cái tấm hình mà quý vị có cái sự hiểu lầm. Nó có một vài tấm hình mà quý vị nhìn vào thì rất dễ hiểu lầm. À, đó là đây, ví dụ như cái tấm này đi. Ví dụ như cái tấm này. Đấy. Khi mà nhìn vào chúng ta rất dễ hiểu lầm là Đức Phật để tóc dài và búi tóc. Nhưng thực tế đây là cái người đời sau họ tạc tượng sai nha, xin nói rõ là họ tạc sai. Nó như thế này. Trong cái tạng luật á, sư đã trả lời lần này hình như là lần thứ ba rồi thì phải đó, lần thứ ba lần thứ tư rồi đó, nhưng mà thôi thì do câu hỏi nó cũng ngắn cho nên sư nói nhanh. Theo luật, vị tỳ kheo tóc dài không quá hai đốt ngón tay, mà hai đốt ngón tay nó rất là dài vì do cái điều kiện hồi xưa đó không có được dài quá hai đốt ngón tay thôi. À, còn cho nên là không bắt buộc là phải cứ cạo thường xuyên mà sát ngắn như là tu sĩ bây giờ, chỉ miễn sao nó không dài quá hai đốt ngón tay là được. Và khi Đức Phật ngài xuất gia đó, một cái điều đặc biệt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó là gì? Khi mà ngài cắt tóc á, thì tóc của ngài nó ngắn cỡ hai đốt ngón tay, và từ đó nó xoắn lại, nó dính sát vào ở da đầu. Ai có biết những người tóc quăn rồi thì thấy nó hỏi tóc quăn là nó dính sát vào da đầu, và từ đó trở đi không mọc dài ra thêm nữa. Chính bởi vì không mọc dài ra thêm nữa đó cho nên là ngài không cần phải cạo. Nếu như các vị tỳ kheo mà tóc các vị ấy không mọc dài ra thêm nữa, các vị ấy cũng không cần phải cạo. Nhưng do các vị tỳ kheo không được cái tướng tốt của Đức Phật cho nên các ngài vẫn phải cạo. Đơn giản như vậy thôi. Ngoài ra Đức Phật còn có một cái tướng trong 32 tướng tốt là cái giống như có một cái nhục kế trên đỉnh đầu mà giống như cái vương miện. Cho nên là nhiều người họ họ làm ở trên đầu Đức Phật là có một cái nhục kế ở trên. Và nhiều người họ tạc sai thành ra là thấy giống như là có búi tóc, thực tế không phải ha. Ô cha, 9 giờ rồi. Ôi